Tức là chị thì là chị đã về hưu năm nay là được năm thứ ba. Đấy, cách đây 2 năm là khi bắt đầu về hưu ấy, là 2 năm trước ấy, là chị thoát vị đệ đệ. Thế mà coi như là gần như là có tất cả mọi người đây là đều biết, tức là chị gần như là không đi lại được, mà trong nhà là ông chồng chị phải kê một cái giường rất là gần cái chỗ vệ sinh, tức là chỉ có phải cố gắng đi từ nhà vệ sinh lên giường và đến nhà vệ sinh, cũng không làm gì được hết trong vòng 2 năm trời. Thế thì xong sau đấy thì là trong 2 năm đấy thì là chị cũng chạy chữa rất là nhiều, tức là 6 năm trời là chị chữa bệnh ở cái y tế của Vietso Petro, mà ở đấy là vì là ở đấy là họ có đầy đủ tất cả các cái phương tiện tốt nhất, từ kéo giãn cái cột sống cho đến là chiếu những cái tia hồng ngoại. Đấy là về về mặt đông y đấy. Thế xong là tây y thì nói chung là tất cả những cái loại thuốc gì tốt nhất là họ cung cấp cho mình. Thế nhưng mà sau 6 tháng thì là gần như là y tế nó bó tay. Thế thì là coi như là sau đấy thì là bọn chị lại đi về chỗ Đại học Y Dược của thành phố Hồ Chí Minh. Là cái chỗ đấy là cái chỗ coi như là ở cái Sài Gòn, cái chỗ đấy là cái chỗ chữa bệnh tốt nhất. Đấy là Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, và cái cậu mà chuyên chữa cho chị thì là cậu cũng có cái bằng thạc sĩ ở Mỹ về. Thì là cậu cũng chữa, thì là coi như chị chữa thì là coi như là chị 2 lần đầu tiên thì cứ đến là cho uống thuốc và coi như tiêm thuốc, thì là coi như chị đỡ được khoảng 2 tháng. Thế là coi như được 2 lần như thế là được 4 tháng. Thế nhưng mà đến lần thứ hai là đến lần thứ ba là coi như tất cả mọi cái thuốc tiêm và uống là đều không có tác dụng nữa. Ừ. Thế là ông chồng chị cứ nghe thấy ngoài Bắc là cứ có Hà Nội là có bác sĩ nào mà chữa tốt đó, là ông chồng chị lại cả nhà lích thích dắt nhau đi. Thế thì sau là chị cũng tìm được một cái bác sĩ ở chỗ Hải Dương, tức là ông chỉ dùng có một cái lọ dầu và cái bàn tay của ông thôi. Thế nhưng ông sau khi ông kiểu như xoa bóp và ông đặt được cái đĩa của mình, đĩa đệm của mình vào vị trí thì là chị hết đau. Nhưng mà khi mà quay về Vũng Tàu thì là coi như là ví dụ như là mình chỉ sai tư thế một cái thì là Đau nó trở lại bị lại. lệch lại, thì là như thế thì lại lách thách dắt nhau là quay ra Hải Dương để tìm móng đấy để cho vào vị trí. Và như thế là còn chị đi đi lại lại như thế là cũng cứ khoảng mất 3 lần nữa đấy, tức là cứ cứ nó chỉ được hơn 1 tháng thôi là nó lại bị lại. Thế nhưng mà sau là được chia sẻ cái cơ hội để chị sử dụng cái Vitality, thì là lúc đầu thì chị cũng sau kiểu chữa chạy mãi cũng chán rồi, mà ông chồng nhà chị thì quyết định nghĩ là coi như là chắc kiểu này là phải mổ, nhưng mà mổ thì chắc là sang sinh cho nó kiểu an toàn, chứ còn đồ mổ Việt Nam này sản xuất rủi ro nó Thấp. cao quá. Đây là coi như bọn chị đã xác định như thế, và chị cũng đã xác định là uống thuốc, mình sống chung với cái thuốc giảm đau suốt đời. Thế mà nhưng mà chị chỉ uống Vitality có 2 lọ để trong vòng 2 tháng, thế là tự nhiên không biết là nó hết đau từ lúc nào. Tức là sau là chị thử là thậm chí là bây giờ là chị nhà chị nuôi rất là nhiều chó, chị ôm thử cái bao 20 kg, thế là cũng bình thường, chị cứ thử xem nó có đau không. Sau chị cũng chia sẻ đấy cho bác sĩ Mai Xuân Phương, thì anh ấy cũng uống và trong vòng 2 tháng anh cũng đỡ. Mà chị nghĩ cái này nó cũng là cái cứu cánh cho người ngoài, bởi vì cái Việt Nam là cái xác suất là bị những bệnh về xương khớp và đĩa đệm rất là cao, mà một ca mổ như thế là chị biết là cỡ khoảng 70 triệu, là cái đấy là nó quá sức so với người nghèo. Và trong khi đấy là mình chỉ đấy với cái giá hiện nay nó chỉ có hơn 2 triệu mà người ta có thể chữa bệnh, cái đấy là mình lại đi chia sẻ và chứng là mình mang lại cái niềm vui, cái sức khỏe.